cả những người trí nhân quân tử xưa, một ngày họ soi gương ít nhất 5 lần. Bản thân bất kỳ ai cũng phải có kỷ luật thì mới có thể tiến bộ. Kỷ luật từ mọi cái góc nhìn. Ví dụ như là cô dạy các em lớp 9, chị em Thúy Kiều chẳng hạn, thì cô rất mong mỏi các em ấy tự kỷ luật bản thân trong cái sửa đổi về khuôn mặt. Các con có biết không, khuôn mặt của các con do chính các con có thể cải được số phận của các con đấy. Chúng ta không phải là mê tín, nhưng mà vạn vật này nó đều có một cái quy luật của tạo hóa. Ví dụ các con cố gắng để sửa được đôi mắt của mình với việc là mỗi ngày mình nhìn vào gương. Cô rất thích khi dẫn cảnh ngày hè lúc trong tập Bảo Kính Cảnh Giới. Bảo Kính Cảnh Giới chính là gương báu dân mình. Tất cả những người trí nhân quân tử xưa, một ngày họ soi gương ít nhất 5 lần. Soi gương không phải để làm đẹp, mà sẽ tự nhìn lại những khuyết điểm của bản thân, từ việc ngoại hình cho đến tâm tính bên trong. Nếu bên ngoài của chúng ta sẽ soi gương để sửa, để diện mạo. Thế nhưng mà bên trong tâm hồn thì chúng ta tự soi gương và chúng ta tự nói chuyện với chính mình. Bạn sẽ rèn cho đến lúc mà bạn tự lắng được tâm hồn là không cần nhìn qua gương. Để mỗi ngày mình sẽ cảm thức được điều gì với bản thân để rồi tiếp tục thay đổi. Nếu không có điều đấy thì chắc chắn các con sẽ không bao giờ có cái sự tiến bộ. Và mình chỉ đi với một cái sự ngạo mạn, giống như kiểu đi đâu mà vội mà vàng, mà vấp phải đá, mà quàng phải dây. Như vậy mình cứ đi thôi, nhưng mình không nhìn lại được chính những cái hành vi và những cái việc làm của mình đúng hay gì ạ, hay sai. Thế thì cô nói với các con như thế này này, không có cái gì chiến thắng cuộc đời này bằng sự kỷ luật bản thân đâu.